Phương Thúy và Thái Phạm xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2018, cũng là ngày bầu cử. Và Phương Thúy hiện có mặt tại văn phòng nghị viên Tâm. Và quý vị biết trong lúc 8 giờ 15 thì tất cả mọi người rất là vui mừng sung sướng khi cái kết quả rất là khả quan là nghị viên Tâm đạt với mức rất là cao là 57.40%. Còn bà Mayer thì chỉ có là 42.40% thôi. Đó là một kết quả rất là hào hứng và rất là vui cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Bây giờ Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Kết quả bầu cử sau OG, 6.928 phiếu đã được đếm phiếu. Nghị viên Nguyễn Tâm 3.977 là 57.4%. Đối thủ Maya 2.900 hơn 1.000 con chào chị Phương. Tôi ủng hộ nghị viên Tâm không có phải là chỉ có ở cái kỳ bầu cử này mà kỳ trước đó chúng tôi mỗi ngày đều đi gõ cửa xin đồng bào cử tri ủng hộ cho anh Tâm. Nghị viên Nguyễn Tâm là một người rất ân cần và lo lắng cho những đồng bào ở trong khu vực của mình. Thật sự là các anh biết Tâm là trên 20 năm rồi, nhưng mà không phải qua vấn đề là hiểu biết nhau, nhưng mà qua quá trình Tâm hoạt động tại cộng đồng Việt Nam tại San Jose, thì từ đó là mình có những cái tâm huyết và ủng hộ, không phải ủng hộ cho Tâm riêng nhưng mà ủng hộ cho bất cứ một cái ứng cử viên nào người Việt vào trong cái dòng chính của xã hội Mỹ. Đây là cái niềm có thể nói là hân hoan mới chung cho cộng đồng chúng ta, cho tất cả mọi người, cho cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali, không phân biệt bất cứ ai. Đây chính là cái tiếng nói rất là minh bạch và dứt khoát của cộng đồng, của cử tri. Và được cái ngày hôm nay là do sự công sức của rất nhiều người, từ những mạnh thường quân, những người cố vấn, như cộng đồng, và đặc biệt phải kể những người ân nhân nhiều người mà tôi không kể xiết, nhiều người không muốn nhắc tới, nhưng đặc biệt những người vận động đã từng đi đổ mồ hôi nước mắt và để chảy máu đã té vào mắt. Nhưng mà tôi nghĩ quan trọng nhất là cái chính nghĩa quốc gia đã được bảo vệ, cái tiếng nói cộng đồng đã được nghe rất là rõ, và cái quyền lợi cụ thể đang còn được tiếp tục bảo vệ. Tôi ước mong được tiếp tục xây dựng trung tâm cộng đồng, trung tâm văn hóa, được vườn văn hóa Việt, vườn rau Việt và nhiều cái nhu cầu khác của mọi tầng lớp cộng đồng chúng ta. Cái điều quan trọng của ngày mai là tôi nghĩ sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại rất là quan trọng cho những giới trẻ kế thừa. Tôi mong muốn được có thêm những bạn trẻ có khả năng hội nhập, nhưng đồng thời giữ được cái nguồn gốc và cái văn hóa và truyền thống và những cái tâm tư của những người lớp người lớn của chúng tôi đó, và những người đã từng liều chết đi tìm tự do đó, để tiếp tục xây dựng cộng đồng. Và trong tương lai tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái cuộc mở hội lớn lao hơn, chúng ta thành đạt được nhiều hơn. Hôm nay chỉ biết mở đầu, xin trân trọng cảm ơn. Phương Thúy và Thái Phạm, tường trình từ San Jose, xin kính chào tạm biệt quý vị.